chào tất cả mọi người, tôi là Thanh Bình, trưởng phòng thu mua của công ty cổ phần Kanta. Sở thích của tôi là rất thích đi du lịch và cả hát. Sản phẩm của chúng tôi chuyên về giấy tổ ong, cặt tông, hộp giấy, túi giấy và ném góc. Kanta không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm. Rất vui vì được là thành viên của Kagui. Xin cảm ơn.